Kính thưa quý vị, ông Dương Văn Quân, một người Hmông từ Việt Nam sang Thái Lan tị nạn, bị mất tích vào ngày 10 tháng 12 vừa qua. Và sau đó bà Cô Sa Klan, vợ của ông Quân, người đã cùng ông từ Việt Nam chạy sang Thái Lan, được gia đình tại Lâm Đồng cho hay chồng bà đang bị giam giữ tại Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu bà Cô Sa Klan từ Thái Lan kể lại câu chuyện gia đình bà sau đây. Tôi tên là Cô Sa Klan, chồng tôi là Dương Văn Quân. Tôi là người dân tộc Cơ Ho và chồng tôi là dân tộc Hơ Mông. Tôi sinh sống ở Việt Nam thì thuộc tỉnh Lâm Đồng và thị trấn Lạc Dương. Chúng tôi ở đó, chúng tôi đòi hỏi về sự tự do và công bằng nên gia đình tôi đã tham gia về trại đầm dân chủ. Sau đó thì chúng tôi bị đàn áp, chúng tôi chạy tới Thái Lan. Rồi chúng tôi xin tị nạn tại Thái Lan nhưng Cao ủy Liên Hiệp Quốc không có công nhận, đánh rớt. Chúng tôi vẫn tiếp tục ở Thái Lan này để kiếm sống mà nuôi hai đứa cháu cho nó sống qua ngày. Rồi ngày hôm đó anh đi bắt con cá khoảng 7 giờ rưỡi. Khi ăn cơm xong thì chồng tôi đi vu bixi để mua đồ cho hai đứa nhỏ. Tới trưa không thấy về. Tôi về tới chiều thì gọi điện không thấy liên lạc nữa. Thì đến ngày 23 tháng 12 thì mới nghe tin từ chị gái. Thì chị mới nói là vì là chồng em bị bắt chắc rồi. Nghe họ nói là bị nhốt ở dưới Sài Gòn, ở dưới thành phố. Hồi mà nói là chồng tôi bị bắt thì có một chiếc xe lớn. Thấy xe công an đó đi xuống rồi đem hiện chồng tôi, nói là có biết người này không, hỏi anh mà làm ở bến xã. Thì anh mới nói là có, chồng người này là người chồng của em họ của tôi. Thì ba mẹ con tôi vẫn sống như vậy không biết phải làm sao. Thì về giấy tờ gì thì tôi cũng nhớ bên văn phòng tổ chức của BFOF của chú Nguyễn Đình Thắng giúp đỡ tôi về hồ sơ, rồi tôi cũng nộp một số đơn, tôi cũng nộp vô Cao ủy. Thì cuộc sống của tôi, ba mẹ con của tôi sau này cũng biết ra sao, tôi cũng không biết nữa.